Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ tư ở Hoa Kỳ ngày 15 tây tháng 9 năm 2021. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ năm ngày 16 tây tháng 9 rồi. Thì hôm nay thường có hai cái tài liệu lớn Thuận muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng có một số những cái thông tin khác thường muốn chia sẻ nhưng mà hai cái thông tin lớn thứ nhất chúng ta sẽ nói tới À, cái thông tin liên quan tới redalio tại vì redalio đã được phỏng vấn à, bởi đài cnbc ngày hôm nay thì redalio đã nói những gì liên quan tới bitcoin đây là một người mà có sức ảnh hưởng rất là lớn thì tôi sẽ chia sẻ về những gì mà Ray nói và thứ nhì chúng ta sẽ nói tới cái tình hình liên quan tới Evergrande đây là một trong những cái sự kiện đang diễn ra ở Trung Quốc hiện tại và cái sự ảnh hưởng đến với thị trường crypto có hay không và như thế nào đây sẽ là hai điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết ngày hôm nay thì phần lớn ngày hôm nay chúng ta xoay quanh cái mức là khoảng 48.000 đô bây giờ là chúng ta xoay quanh là 47.972 thì tình hình đó chúng ta nhìn chung thị trường hôm nay thì rất là xanh như là các bạn thấy được là Ethereum đã lên tới gần 3.600 đô rồi Bitcoin chúng ta mới vừa nói tới chúng ta có rất là nhiều những cái altcoin ngày hôm nay đã là màu xanh trở lại thì chúng ta bây giờ hãy chia sẻ về cái thông tin mới nhất liên quan tới Redalio nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh giúp kênh được tiếp tục phát triển. Hôm nay đó, chúng ta sẽ không dùng quá nhiều thời gian để mà nói về tài liệu on-chain mà chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói về những cái tài liệu lớn ngày hôm nay và trước hết chúng ta sẽ nói về cái tài liệu liên quan đến Ray tại vì hôm nay đây thông tin lớn đây chính là lời phát biểu của tỷ phú đầu tư Ray về Bitcoin đây là cuộc phỏng vấn ở trên đài CNBC thì chúng ta thường nó nói rất nhiều về những cái tỷ phú liên quan đến họ nghĩ như thế nào về Bitcoin và phần lớn thì cũng không quan tâm nhưng mà Ray là một người rất là đặc biệt nhưng mà nào mà không rành đó, thì vì đó chính là người đứng đầu của công ty đầu tư có tên là bridgewater associates đây là cái công ty đầu tư đó rất lớn và có thể coi như đây là một công ty đầu tư rất là thành công ở nước Mỹ và Dalio là một tỷ phú với tổng số tài sản bây giờ là 20 tỷ. Thì đương nhiên không phải là một người hạng nhẹ và không những như vậy, Dalio là một trong những người mà có rất nhiều người hâm mộ và viết rất nhiều những cái quyển sách cũng như là thường hay chia sẻ nhiều cái suy nghĩ của mình liên quan tới tình hình của kinh tế cho nên rất nhiều người thích nghe Ray nói những gì cho nên cái lời phát biểu của Ray Dalio đó không giống như những tỷ phú khác thực sự là có cái sự cân nặng hơn và cái quyển sách mà thường rất là thích đọc của Ray Dalio đó chính là uh, The Principles nhưng mà nào mà đã đọc quyển sách này rồi thì cũng đã biết quyển sách này giống như là một quyển sách về tiểu sử của công ty Bridgewater Associates và cho thấy được cái sự uh, khôn ngoan của Ray Dalio trong việc đầu tư là như thế nào và đọc xong cuốn sách này thằng chí muốn giao hết tiền của mình cho công ty Bridgewater Associates mà thôi nhưng mà đây là cuốn sách mà đã từng đứng đầu New York Best Seller có nghĩa là quyển sách mà đã từng bán chạy nhất dựa theo New York Times và đây là quyển sách được đánh giá cao bởi những người như là Bill Gates và Tony Robbins thì chúng ta trở lại đi Ray Dalio hôm nay đã nói những gì? Thì uh, Ray Dalio nói hai điều mà thường cảm thấy là nó uh, có cái sự uh, không có phù hợp với nhau. Có thể là nhiều bạn nghĩ cảm thấy là khó hiểu tại vì thứ nhất đó, Ray Dalio nói là cái sự khó khăn nhất của Bitcoin đó cái nguy hiểm lớn nhất của Bitcoin đó chính là cái sự thành công của Bitcoin Tại vì Ray Dalio nói là khi Bitcoin quá thành công thì chính phủ sẽ tiêu diệt Bitcoin hay là không cho Bitcoin hoạt động hay là đàn áp Bitcoin Thì đây là cái lời nói của Ray Dalio Thứ nhì nữa, Ray Dalio nói là đối với lại Bitcoin đó thì chúng ta nên có những cái loại tài sản khác khác có nghĩa là không giống như là trái phiếu cổ phiếu ở trong cái bộ đầu tư và chúng ta cần phải có những loại tài sản đó và vì lý do đó đó Ricardo cũng giữ một phần tiền ở trong Bitcoin, đây là một điều mà có thể là nhiều người cảm thấy khó hiểu tại vì Ricardo trước đó thì đó là cái sự khó khăn lớn nhất của Bitcoin đó, đó chính là Bitcoin quá thành công. Khi mà Bitcoin một ngày nào đó thực sự thành công thì sẽ dẫn đến là cái chính phủ sẽ CNAs Bitcoin đây là cái nguy hiểm rất lớn của Bitcoin nhưng mà ngược lại Rinaldo cũng đã nói là không có muốn lưu trữ tiền bạc mà muốn lưu trữ tài sản và cũng nên có cái sự đa dạng hóa và trong đó cũng có luôn Bitcoin và Rinaldo nói là Bitcoin là một trong những cái sự thành công mà có thể thấy được đã chứng minh được trong vòng hơn là 10 năm qua thì có thể là nhiều người bây giờ chỉ trích Rida đều nói là ông ta không biết ông ta đã nói gì làm cho chính phủ tiêu diệt Bitcoin vân vân nhưng mà cái điều mà thuận thấy được ở đây đó là cái suy nghĩ của Rida đều đã thay đổi trong vòng nhiều năm qua để thuận chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn đây mới là cái điều quan trọng mọi người đó thì nghĩ đến những cái lời nói của Rida đều nói là chính phủ sẽ tiêu diệt Bitcoin nhưng mà thuận lại chú tâm vào chỉ có À, một cái câu nói thôi đó chính là Rida đều nói là ông ta cũng lưu trữ một phần nhỏ ở trong Bitcoin đương nhiên cái phần này đó là cái phần mà ông ta lấy của cái phần đầu tư vào vàng chuyển qua Bitcoin một phần nhỏ mà thôi nhưng mà lúc nào cũng vậy các bạn thấy được là mới đầu thì ai cũng bước vào thị trường này đầu tư một phần nhỏ nhưng mà nhanh chóng trở thành một phần rất là lớn Tại vì họ thấy được tiềm năng và khi các bạn đã đầu tư rồi đó thì các bạn mới tốn thêm nhiều thời gian để mà tìm hiểu về Bitcoin, về crypto. Lúc đó các bạn mới đầu tư nhiều hơn. Thì Ray Dalio đó nói những cái câu nói như là nếu như Bitcoin quá thành công thì sẽ bị áp lực đến từ chính phủ không phải là lần đầu tiên ông ta nói điều này cho nên nhiều người có thể là nghe ngày hôm nay lần đầu tiên thì cảm thấy là Ray Dalio đang nói cái gì vậy nhưng mà không phải như vậy để thường chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn để chúng ta bây giờ trở về đi Ray Dalio đó là một trong những người mà rất ít nói về Bitcoin trước đây mãi cho đến tháng 12 của năm 2017 thì mới có nhiều cái thông tin liên quan tới Ray Dalio đó khi mà tham dự những cái buổi thuyết trình liên quan tới tài chính thì đương nhiên một chuyện câu hỏi thời điểm đó đó chính là ông ta nghĩ như thế nào về Bitcoin thì đối với lại Ray Dalio thời điểm năm 2017 đó thì ông có cái suy nghĩ như thế này ông ta nghĩ là Bitcoin đó đã hoàn toàn thất bại để mà trở thành một cái công cụ thanh toán và Bitcoin nó không giống như là tiền, nó không có những cái bản chất như là tiền Cho nên đối với ông ta thời điểm đó, đó ông ta sẽ nghĩ Bitcoin là muốn thay thế đồng đô la nhưng mà đã thất bại Và thời điểm đó tuy là giá Bitcoin vẫn đang rất cao Nhưng mà Ridalio nói là cái giá cao đó là một cái bong bóng Nhưng mà cuối cùng thì các bạn thì được là sau đó đó giá mà cũng đã đi xuống từ gần 20.000 đô xuống còn 3.000 đô năm 2018 Thì nhiều người cho là Ridalio đã, đã nói đúng Nhưng mà sau đó thì như thế nào các bạn thấy được là sau đó thì chúng ta chuyển qua năm 2020 đi Đây mới là cái thời điểm mà chúng ta lại tiếp tục nghe mọi người hỏi Ray Dalio nghĩ như thế nào về Bitcoin một lần nữa sau 3 năm thì sau 3 năm á Dalio đã có cái sự suy nghĩ khác biệt so với trước đây. Trước đây ông ta nghĩ á, là Bitcoin đã thất bại để mà trở thành một cái loại công cụ thanh toán tại vì giao uh, động quá nhiều, không có những cái bản chất như là tiền, không thể thay thế đồng đô la được. Cho nên đối với ông ta, chỉ là một mống mà thôi nhưng mà sau 3 năm đó thì nhìn lại Bitcoin vẫn còn ở đó và sau 3 năm á đang nghĩ là Bitcoin bây giờ đó là như là một cái loại tài sản có thể là như là vàng gì đó tương tự như là vàng đó chính là cái sự suy nghĩ của Redalio một cái loại tài sản lưu trữ giá trị thì cũng giống như là chúng ta cũng đã thấy được là nhiều người cũng suy nghĩ như vậy năm 2007 đó thì nghĩ là Bitcoin có thể trở thành một công cụ thanh toán nhưng mà sau này đó thì mọi người nhiều người sẽ nghĩ đến là Bitcoin như là một loại tài sản lưu trữ giá trị nhiều hơn là một loại công cụ thanh toán Redalio cũng là vậy và Ridalo cũng đã chia sẻ một cái bài viết ở trên cái blog của bridgewater.com liên quan đến Ridalo nghĩ như thế nào về Bitcoin nhưng mà một trong những điều mà anh thuận thích về Ridalo đó là ông ta lúc nào cũng nói là ông ta không phải là một chuyên gia về Bitcoin hay là crypto có nghĩa là đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của ông ta mà thôi chứ không phải là ông ta nói là ông ta biết cái này là cái gì ông ta chỉ nói là theo suy nghĩ cá nhân của ông ta thì ông ta nghĩ tình hình như thế nào và đương nhiên cái sự suy nghĩ đó cũng đã thay đổi theo thời gian và Ray đó đã có cái sự thiện cảm hơn đối với là Bitcoin để thường chia sẻ với các bạn thì trong bài viết này đó đã được um, tóm tắt lại bởi cái trang web là Cointelegraph hồi tháng 1 của năm 2021 Lúc đó chúng ta cũng đã nói khá nhiều về cái bài viết này Thì trong cái thời gian này đó, Redalio đã chia sẻ đó là đối với, đối với lại Redalio đó là trong vòng 10 năm qua Thì cái sự mà thành công, cái sự mà nổi bật của Bitcoin trở thành thứ nhất là một loại phương tiện thanh toán cũng như là trở thành một cái loại tài sản lưu trữ giá trị đã là một thành công mà rất là bất ngờ rồi một thành công cực kỳ bất ngờ đối với ông ta thứ nhì nữa là trong vòng bao nhiêu năm qua có thể nói được là chúng ta không có cái loại tài sản nào mà người ta cho là giống như là vàng, tư đương như vàng, lưu trữ giá trị nhưng mà Bitcoin đã làm được điều đó. Rất nhiều người bây giờ tin tưởng Bitcoin là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị và Bitcoin đã thành công để mà thay đổi bản chất của Bitcoin từ một cái công cụ đầu cơ trở thành một cái loại tài sản lưu trữ giá trị và ông ta tin tưởng là về tương lai đó Bitcoin cũng sẽ có giá trị. Nhưng mà giá trị đó là như thế nào Thì cái đó ông ta không có dám nói Chỉ có thể nói được là đối với ông ta Ngay cả thời điểm tháng 1 của năm 2021 Thì Ray Dalio cũng đã nói là Cái sự nguy hiểm lớn nhất đối với Bitcoin Đó chính là cái sự thành công của Bitcoin Tại vì khi mà Bitcoin quá thành công đó Thì ông ta không nghĩ là chính phủ sẽ ngồi yên ở đó mà không làm gì hết thì đây cũng là cái lời phát biểu hồi tháng 1 cho nên bây giờ đó tháng 9 năm 2021 9 tháng sau đó ông ta cũng phát biểu tương tự ở trên đài CBC thì cũng không có gì gọi là quá bất ngờ đối với Thuận nhưng mà cái mà các bạn thấy được rất rõ ràng ở đây đó là Ridalio đã có cái sự thay đổi khi mà ông ta nghĩ đến Bitcoin bây giờ ông ta đã từ từ thay đổi cái sự suy nghĩ là Bitcoin đã thất bại trong cái việc trở thành công cụ thanh toán nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại đó thì Bitcoin có à, một cái vị trí trong cái tài sản đầu tư cho nên bản thân ông ta mới đầu tư và ông ta nghĩ là Bitcoin một ngày nào đó sẽ rất thành công nhưng mà cái ngày đó cũng sẽ là cái ngày mà sẽ có nhiều chính phủ đàn áp Bitcoin nhưng mà cái ngày đó là khi nào thì đương nhiên ông ta không biết được và ông ta nghĩ là Bitcoin sẽ có giá trị tương lai và đương nhiên khi mà Rida đầu tư thì không ai đầu tư mà không nghĩ là cái gì đó mình mua sẽ không tăng trưởng theo thời gian đương nhiên Rida cũng nghĩ là giá Bitcoin sẽ tăng đối với thuận đó thì chúng ta thấy được là về cái phương diện là chính phủ can thiệp về Bitcoin đó thì cũng có cái giới hạn của chính phủ đương nhiên một trong mà những cái nơi mà chính phủ can thiệp được đó, đó chính là những cái nơi như là đạo Bitcoin như là chúng ta thấy được là tình hình của Trung Quốc mới đây hay là can thiệp vào những cái sàn giao dịch Bitcoin nhưng mà Bitcoin cái bạn được là vẫn tiếp tục và tiếp tục phát triển và đã chứng minh được là càng nhiều chính phủ đàn áp trong vòng nhiều năm qua thì Bitcoin lại càng có giá trị và tình hình á, các bạn sẽ thấy được là lạm phát rồi in tiền rồi tình hình bất ổn về chính trị tình hình bất ổn về tài chính khắp nơi đó vẫn là cái lý do mà nhiều người lưu trữ bitcoin hiện bây giờ còn về cái chuyện mà một ngày nào đó bitcoin quá thành công thì nghĩ là chúng ta đều muốn ngày đó xảy ra và tới lúc đó không biết là khi nào các bạn thấy được là tiền đô la chỉ có mặt trong khoảng chừng là không có thời gian là bao nhiêu chúng ta thấy được là cái tiền mà có xuất hiện lâu nhất đó là đồng bảng anh thì khi chúng ta nhìn vào đồng bảng anh đi British Pound là cái đồng mà có cái lịch sử lâu dài nhất trên thế giới này thì đồng bản Anh chỉ có cái lịch sử là 300 năm mà thôi cho đến bây giờ thì các bạn thấy được là rất nhiều và rất nhiều những cái loại tiền và tài sản đã xuất hiện và biến mất Ray Dalio nói là một ngày nào đó Bitcoin cũng sẽ trở thành một loại tài sản mà đã từng được nhiều người quan tâm đến nhưng mà cũng sẽ biến mất nhưng mà các bạn thấy được là thời điểm đó là khi nào lúc đó chúng ta có còn sống hay không thì cũng khoa biết, biết được nhưng mà khi mà bitcoin trở thành rất thành công thì đương nhiên tôi nghĩ là cái giá bitcoin đó cũng sẽ rất là cao thì đó là điều mà chúng ta điều mong muốn tới đó chúng ta hãy tính tiếp chứ bây giờ thường cảm thấy được là những cái sự lo lắng của Ray Dalio đó cũng chỉ là những lời phát biểu về cái suy nghĩ cá nhân của Ray Dalio mà thôi chúng ta cũng không nên uh, cho quá nhiều cái sự chú tâm và những cái lời phát biểu đó cái mà chúng ta cần phải chú tâm đó chính là ngày hôm nay vì Dalio đã chứng nhận là bản thân mình cũng lưu trữ Bitcoin đó mới là cái sự khác biệt từ năm 2017 tới bây giờ từ từ ông ta đã chấp nhận thị trường này hơn đây là cái tài liệu đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến vì Dalio mà nhiều người nói tới ngày hôm nay